Không còn cảnh chen chúc, đông đúc mệt mỏi, mọi người dân đến bến xe đều dễ dàng mua vé về quê trên những chuyến xe cuối cùng của năm Nhâm Dần để kịp về quê đón Tết cùng gia đình. Công an Nghệ An triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm duy trì đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt những ngày giáp Tết. Pháp sẽ tăng chi tiêu quân sự gần 40% vào những năm tới khi Tổng thống Macron tiết lộ tham vọng chuyển đổi quân đội Pháp để đối phó với các hiểm họa lớn của thế kỷ này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hôm nay 30 Tết, các bến xe tại Thành phố Hồ Chí Minh dần vắng khách, nhưng lượng xe và nhân viên ở bến vẫn túc trực 100% quân số, nên những hành khách cuối cùng đều dễ dàng mua vé để kịp về quê đón Tết cùng gia đình. Ghi nhận của phóng viên VTC tại bến xe miền Tây, Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong sáng cuối cùng của năm Nhâm Dần. Ngày hôm qua, chị Ngân gọi điện đặt xe cho mình cùng gia đình từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê Kiên Giang, nhưng các nhà xe đều từ chối vì hết chỗ. Chị lo sẽ khó có thể mua vé trong ngày cuối cùng. Nhưng thực tế, khi đến bến xe, chị không cần phải xếp hàng mua vé. Thậm chí phòng chờ của bến cũng rất thưa thớt hành khách. Bởi lẽ phần lớn người dân đã về nhà vào các ngày cao điểm từ 27 đến 29 Tết. Em có ở nhà, em ra đây em sợ là đặt xe không được, mua xe không được. Thì em ở nhà em điện thoại em đặt xe nhưng mà nhà xe không có rước em. Nó rồi xong mới ra đây, em mới ra đây thì xe nó mới mua xe với xe, rồi xe nó mới lại rước em. Uống nước một chút xíu vậy đó là xe em vô làm đi luôn, rất là thoải mái nè. Ngày cuối cùng như thế này thì thấy là thoải mái hơn những năm trước. Là không có chen chúc, không có gì hết. Ngày cuối Tết thì người ta bây giờ bến xe nó vẫn trống. Xe nó không, có nghĩa là mọi người về thấy bây giờ sáng nay mọi người mua với xe vẫn bình thường. Cái bến xe nó không đông như mọi người nghĩ đâu. Theo thông tin từ bến xe miền Tây, hôm nay lượng xe xuất bến là 1.300 lượt, chở tổng cộng khoảng hơn 30.000 hành khách. Con số này cũng chỉ tương đương với một ngày bình thường của bến xe miền Tây, thời điểm trước dịch Covid-19 bùng phát. Bến xe vẫn đảm bảo lực lượng 100%, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo lưu thông và an toàn cho người dân về quê ăn Tết. Hiện nay thì cũng vào ngày 30 Tết, cũng ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Thì về cái tình hình phục vụ hành khách trong cái đợt Tết Nguyên Đán Quý Mão với xe miền Tây, nói chung thì cơ bản về công tác phục vụ thì bến xe đã đáp ứng được công tác phục vụ hành khách. Thì đối với những ngày này thì bến xe miền Tây huy động lực lượng 100% để bảo đảm cái công tác phục vụ các đơn vị vận tải cũng như là các hành khách về quê. Đồng thời thì bến xe miền Tây phối hợp với các lực lượng chức năng, cụ thể như là đội cảnh sát giao thông của Phú Lâm, thanh tra giao thông và công an phường, để mà tạo điều kiện trong công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Không còn cảnh chen chúc, đông đúc mệt mỏi, mọi người dân đến bến xe đều dễ dàng mua vé về quê trên những chuyến xe cuối cùng của năm Nhâm Dần để kịp về quê đón Tết cùng gia đình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân càng tăng cao, nhất là tại những khu vực tập trung đông dân cư, các tuyến đường trọng điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông. Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm duy trì, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Thành phố Vinh những ngày cận Tết, cùng với mật độ giao thông đông đúc trong nội thành, nườm nượp các phương tiện giao thông từ địa phương khác cũng đổ về đây, khiến nhiều tuyến đường trở nên quá tải. Cái lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tăng đột biến, nhất là vào các cái khung giờ cao điểm tại các ngã tư. Lý do thì là người dân là đi mua sắm Tết. Một số bà con đi trở về quê hương để đảm bảo cho bà con nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, nên là anh em đã cố gắng hết sức mình. Có đôi chỗ tắc thì có công an giao thông cũng đứng ra cái điểm ách tắc để phân luồng. Bản thân chủ thì sao chủ nghĩ mình đi gì chậm lại một chút để an toàn giao thông là chính. Là tuyến giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng, dịp cuối năm cũng là khoảng thời gian lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A phải căng mình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ thì các tổ cảnh sát giao thông sẽ có mặt ở tại những nơi giao lộ mà gây ùn tắc về giao thông để phân luồng và tạo sự thông thoáng trong cái quá trình lưu thông của các phương tiện trong dịp lễ Tết.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, những ngày này, cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông Công an Nghệ An luôn thường trực 100% quân số, triển khai nhiều phương án tuần tra, kiểm soát, phân làn, điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chúng tôi huy động lực lượng, phương tiện, các thiết bị, trang thiết bị kỹ thuật để tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có kế hoạch và có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông để chống cái ùn tắc giao thông ở các cái đô thị như thành phố Vinh, các cái thị xã thuộc địa bàn của tỉnh và các cái trung tâm huyện lỵ. Mật độ người và phương tiện trên các tuyến địa bàn sẽ còn tăng cao, kéo theo đó là nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân cần cân nhắc chọn lựa cho mình lộ trình phù hợp, tham gia giao thông có văn hóa, đảm bảo an toàn cho chính mình. Đồng thời cũng góp phần chia sẻ áp lực với lực lượng chức năng trong thời điểm giao thông căng thẳng dịp cận Tết. Thưa quý vị, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng hóa trên địa bàn các tỉnh miền Trung vẫn diễn ra hết sức nóng bỏng, đặc biệt là khoảng thời gian giáp Tết này. Bằng nhiều con đường, thủ đoạn tinh vi khác nhau, các đối tượng vi phạm đã tìm đủ mọi cách để tuồn hàng hóa vào thị trường nội địa tiêu thụ. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tập trung ra quân, đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan. Phía dưới thùng của phương tiện này được các đối tượng chế độ thành một khoang hầm bí mật để cất giấu pháo lậu. Phải mất rất nhiều thời gian, lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng Hà Tĩnh mới có thể lấy hết những hộp pháo này ra. Đối tượng khai nhận 1,3 tạ pháo này được mua tại Lào với số tiền hơn 14 triệu kíp để mang về Việt Nam tiêu thụ. Em mua của một người bên Lào, thì xong rồi có người em đi ra đây mua hoa quả thì có người họ đặt mua hoa quả của em. Xong bắt đầu em sẵn thể công thì em mua thêm ở bên Lào thì em đem về ở đây cho người ta. Các loại hàng hóa mà các đối tượng thường buôn lậu trong thời điểm này như thuốc lá, rượu lậu, hàng điện tử, đường trắng. Rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng buôn lậu sử dụng như cho người nhà canh chừng lực lượng chức năng, chế độ lại thùng xe để chở thuốc lá và gỗ lậu. Là các cái đối tượng thường nên là cất giấu các cái gỗ thì trong các cái thùng nước, là chủ yếu là các cái thùng nước và giá cố. Thì trong cái quá trình tuần tra kiểm soát của hải quan cũng đã phát hiện được một số xe là có dấu hiệu, thì để đưa vào nên là đối tượng nên là nghi vấn và sẽ kiểm tra. Thì trong quá trình kiểm tra thì cũng đã phát hiện được nên là hai vụ buôn lậu gỗ từ Lào vào Việt Nam. Không chỉ ở tuyến biên giới mà ở khu vực nội địa, tuyến biển, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong năm 2022, lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Trung Bộ đã phát hiện xử lý trên 2.100 vụ, 2.300 đối tượng phạm tội và vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng với tổng giá trị hàng hóa gần 20 tỷ đồng. Cái phương thức thủ đoạn chủ yếu ấy thì là các đối tượng thường là lợi dụng cái sự thông thoáng trong hoạt động quản lý hải quan để thu giấu những cái hàng lậu, rồi thu giấu những cái hàng nhỏ lẻ trên những cái hàng chính ngạch hoặc trên giá cổ các cái phương tiện vận tải và thu giấu ở trong những cái giá cổ đấy. Một trong những hàng hóa này được thẩm lậu vào nội địa sẽ sinh ra một khoản tiền chênh lệch khá lớn. Chính vì vậy, các đối tượng sẽ không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào để trục lợi nếu như không có những biện pháp kịp thời. Thưa quý vị, ở sáng nay, 30 Tết, không khí tại các chợ hoa, các điểm bán cây cảnh Tết vẫn rất tấp nập. Một số tiểu thương buôn đảo quất cho biết năm nay giá nhập cây cao hơn năm trước, giá thuê mặt bằng cũng cao hơn nhưng sức mua kém hơn khá nhiều, chỉ bằng từ 70% đến 80% so với năm ngoái. Và theo các tiểu thương, vào ngày 30 Tết thường lượng mua người mua cây cảnh tăng vọt, một phần vì khá nhiều người dân bận rộn trong công việc, 30 Tết mới có thể đi sắm Tết, một phần chờ mong giá rẻ hơn. Theo ghi nhận tại Hà Nội, giá cây cảnh Tết đã giảm đáng kể so với tuần trước. Mai cảnh trước đó giá 1,5 triệu, nay chỉ còn 800 nghìn. Quất cũng giảm từ 20% đến 25%. Các cây nhỏ trước khoảng 250 nghìn thì hôm nay cũng giảm giá còn khoảng 150 nghìn đồng một cây. Riêng đào thì khó chọn hơn vì nay đã là 30, nhiều cây vẫn còn chưa nở hoa. Còn nguyên nụ sẽ rất khó bán trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dù giáp Tết nhưng những làng nghề gói bánh chưng, bánh Tết truyền thống tại Quảng Nam vẫn rất bận rộn để hoàn thành những đơn hàng cuối cùng. 28 và 29 Tết là thời điểm nhiều lò bánh hoạt động hết công suất ngày đêm và phải đến tận chiều 30 Tết mới ngưng đỏ lửa.
ướp thịt lợn, chẻ lạt, lau lá, gói bánh. Mỗi người một công đoạn. Không khí gói bánh Tết những ngày cuối năm tại gia đình bà Thu rộn ràng, tất bật hơn bao giờ hết. 26 công nhân được huy động. Trung bình mỗi ngày, lò bánh bà Thu cung cấp ra thị trường từ 2 đến 3.000 đòn bánh Tết. Tết Quý Mão này, 10.000 đơn bánh đã được đặt. Tôi thấy họ tới là tới luôn, nhưng mình đặt bánh thì mình thấy vui lắm. Có cái Tết mùa xuân tới. Hạnh phúc lớn nhất của người làm bánh truyền thống, của người giữ hồn dân tộc là khi nhìn thấy sản phẩm tâm huyết của mình được trịnh trọng đặt lên bàn thờ tổ tiên, ông bà vào ngày đặc biệt nhất trong năm. Vào những đêm 30 Tết, khi mà gia đình được đoàn viên sum vầy thì mình chia sẻ những buồn vui của cả năm, thì thấy được những cái sản phẩm của mình nó đỡ được lên trên các bàn thờ tổ tiên ông bà, thì mình cảm thấy là cái sản phẩm tâm huyết của mình đã được mọi người đón nhận một cách rất là tích cực. Gần nửa đời người gắn bó với nghề gói bánh Tết, mong muốn lớn nhất của ông Hoàng, chồng bà Thu là phải cố gắng giữ gìn nghề bánh truyền thống được cha ông để lại. Thu rất mong muốn là chỗ cái gìn giữ cái bản sắc dân tộc, đồng thời là cái mà của tổ tiên chúng ta để lại, thì cái hương vị Tết là bất cứ nơi nào, bất cứ nhà nào người ta cũng muốn có một cặp bánh chưng, một đoàn Tết để cúng tổ tiên. Thì chú muốn là muốn nhân rộng ra nhiều người biết để mà gìn giữ. Bánh chưng, bánh Tết giờ đây là hương vị không thể thiếu trên bàn ăn của mỗi gia đình khi Tết đến xuân về. Một mùa xuân mới đang đến rất gần. Bánh Tết Khương Mỹ, Quảng Nam lại hân hoan đón một mùa xuân mới với niềm vui được mang hương vị Tết truyền thống đến với mọi nhà. Thưa quý vị, đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô là hòn đảo xa bờ nhất của tỉnh Quảng Ninh, cách đường phân định biên giới Việt Nam-Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ chưa đầy 10 hải lý và có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng. Qua mỗi mùa xuân, người dân trên đảo Tiền Tiêu lại đón thêm niềm vui nhờ những công trình mới giúp đời sống vật chất, tinh thần ngày một đủ đầy hơn. Không rực rỡ cờ hoa, không tấp nập những phiên chợ Tết, nhưng những ngày cuối năm trên đảo Trần vẫn rất rộn ràng. Từ tấm bánh chưng đậm đà hương vị Tết, những món quà gửi ra từ đất liền cho đến sự ấm áp của tình đoàn kết gắn bó giữa quân và dân. Năm nay cũng là cái Tết thứ ba, 13 hộ dân trên đảo Trần có điện lưới quốc gia. Dự án đưa điện lưới đảo Trần hoàn thành đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2020. Đảo nhỏ bừng sáng giữa trùng khơi sóng vỗ, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt ổn định, dự trữ hàng hóa, phát triển nghề cá và vươn khơi bám biển. Bây giờ đây có điện lưới giúp hàng hóa Tết, phục vụ Tết cho bà con trên đảo và các lực lượng. Thì nó sẽ tươi ngon hơn, mới giảm được giá thành điện so mấy trước là một nửa tiền. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, các công trình hạ tầng trên đảo từng bước được hoàn thiện. Đường giao thông, trường học, bưu điện, trạm viễn thông, cột cờ quốc gia. Các hộ dân ra đảo được vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá, quân y chăm sóc y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trẻ em được miễn học phí. Qua mỗi năm, đảo ngày một đổi thay, cuộc sống của người dân, hoạt động của các đơn vị quân đội, biên phòng, hải đăng trên đảo ngày một ổn định. Mùa xuân này, đảo có thêm một công trình đặc biệt. Sau 4 năm khảo sát, lập dự án, chùa Trúc Lâm đảo Trần đã khởi công và cơ bản hoàn thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Nhà thờ tổ đúng vào dịp đón năm mới Quý Mão. Chùa có quy mô xây dựng gần 2,9 ha, bao gồm cả nhà thờ mẫu, đền thờ Trần Hưng Đạo và các danh tướng thời Trần. Đảo Trần là một phần thiêng liêng của lãnh thổ quốc gia. Đây là hòn đảo ở Tiền Tiêu, ở phía xa nhất miền Đông Bắc. Ở nơi đó là đã có cư dân, đã có những lực lượng bảo vệ. Nhưng có thêm một mái chùa, chắc chắn nó sẽ mang lại một cái giá trị. Một giá trị không những chỉ chia sẻ với những cư dân ở đây, mà nó sẽ là cái nơi để các bà con Phật tử và những người dân có thể đến đây để chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng ở đây cả cảnh đẹp, cả sự giàu có của biển cả và tự hào và trách nhiệm về lãnh thổ quốc gia. Thì những cái mái chùa nó như cái dấu mốc. Dấu mốc không chỉ của Phật giáo mà đồng thời nó dấu mốc của cái lịch sử giữ nước và giữ nước của chúng ta. Chùa Trúc Lâm đảo Trần được thiết kế theo lối kiến trúc đồng bằng Bắc Bộ với những nét văn hóa đặc sắc của nhiều triều đại, xây dựng bằng các loại vật liệu gỗ lim, đá, gạch nung vững vàng trước khí hậu biển hay gió bão. Tổng mức đầu tư của dự án ước hơn 47 tỷ đồng bằng vốn xã hội hóa.
Công trình này mặc dù thi công trên biển đảo là một trong những cái điều kiện vô cùng khó khăn và phức tạp, nhưng được sự quan tâm của tỉnh Quảng Ninh, huyện Cô Tô và các cán bộ chiến sĩ trên đảo và cùng với người dân đã chung tay góp sức cùng với ban dự án lập ra một cái kế hoạch cụ thể và triển khai các hạng mục công trình xong một cách sớm nhất để phục vụ cho các cán bộ chiến sĩ trên đảo cũng như người dân và đặc biệt là những người đánh bắt xa bờ ở trên biển có cái nơi để thắp hương cầu nguyện cho quốc thái dân an. Bên cạnh người lính là điểm tựa vững chắc để vươn khơi bám biển, giờ đây người dân đảo Trần có thêm ngôi chùa như một điểm tựa văn hóa tinh thần giữa trùng khơi. Đảo Tiền Tiêu đã không còn xa đất liền, quân và dân ngày thêm gắn bó, cùng góp sức mang về những mùa xuân mới trọn vẹn và yên bình. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Pháp sẽ tăng chi tiêu quân sự gần 40% vào những năm tới khi Tổng thống Macron tiết lộ tham vọng chuyển đổi quân đội Pháp để đối phó với các hiểm họa lớn của thế kỷ này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết rằng việc tăng ngân sách quốc phòng theo kế hoạch cho giai đoạn năm 2024-2030 sẽ giúp quân đội Pháp thích ứng với khả năng xảy ra xung đột cường độ cao, khiến tất cả trở nên cấp bách hơn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine gần 11 tháng trước. Ngân sách quốc phòng cho giai đoạn này sẽ ở mức 413 tỷ euro, tương đương với 447 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 295 tỷ euro, tương đương với 320 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn năm 2019-2025. Theo đó, đến năm 2030, ngân sách quân sự của Pháp sẽ tăng gấp đôi kể từ khi ông Macron lên nắm quyền tổng thống vào năm 2017. Đáng chú ý, số tiền này sẽ được dùng để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Pháp. Pháp sẽ bắt đầu tư mạnh vào máy bay không người lái và tình báo quân sự, những lĩnh vực mà giới chức Pháp cho rằng cuộc xung đột gần đây đã bộc lộ những lỗ hổng và quân đội nên xoay trục theo chiến lược xung đột cường độ cao. Thưa quý vị, Tổng thống Indonesia mới đây khẳng định chính phủ nước này sẽ không áp đặt các giới hạn liên quan đến COVID-19, trong đó không cách ly bắt buộc đối với du khách Trung Quốc nhập cảnh Indonesia. Phát biểu trong chuyến thị sát đảo du lịch Bunaken ở tỉnh Bắc Sulawesi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định nước này mở cửa cho khách du lịch nước ngoài, trong đó có khách du lịch từ Trung Quốc. Tổng thống Widodo cho rằng người dân Indonesia không phải lo lắng về sự lây lan COVID-19 khi du khách Trung Quốc tới nước này, bởi Trung Quốc đã thắt chặt việc kiểm tra y tế công dân của mình trước khi họ khởi hành sang quốc gia khác. Tuyên bố của Tổng thống Indonesia diễn ra vào lúc nước này đang chuẩn bị đón các đoàn khách du lịch Trung Quốc trở lại sau gần 3 năm vắng bóng vì đại dịch. Dự kiến ngày mai 22 tháng 1, ngày đầu tiên của năm mới theo truyền thống tại một số nước châu Á, đảo du lịch Bali của Indonesia sẽ đón chuyến bay chở hơn 200 du khách Trung Quốc đến từ thành phố Thâm Quyến. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên chở du khách Trung Quốc đến Bali kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hiện rất nhiều nhà hàng đang tất bật chuẩn bị để đón du khách từ đất nước tỷ dân này. Ban quản lý của chúng tôi đã chuẩn bị bằng cách cung cấp dịch vụ tốt nhất và chất lượng thực phẩm tốt nhất để mang lại ấn tượng đáng nhớ cho khách du lịch Trung Quốc khi họ ghé thăm Happy Chappy. Từ đầu tháng 3 năm tới, thủ phủ Manado ở tỉnh Bắc Sulawesi, đặc biệt là hòn đảo du lịch Bunaken gần đó, cũng có thể bắt đầu đón lượng lớn du khách Trung Quốc tới thăm. Hiện tại, nhiều hãng hàng không Trung Quốc đã yêu cầu nối lại các tuyến bay thẳng tới thủ đô Jakarta và đảo du lịch Bali. Thưa quý vị, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết giá thực phẩm và đồ uống ở Anh đã lên mức cao nhất trong vòng 45 năm qua, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Theo đó, giá các loại thực phẩm thiết yếu cơ bản như bánh mì, sữa và phô mai tăng cao, gây áp lực nhiều nhất lên các hộ gia đình có thu nhập thấp. Dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho thấy giá sữa tăng gần 50%, bánh mì tăng 20%, trong khi các mặt hàng chủ lực như đường và mì ống tăng hơn 25%. Giá cả được báo cáo cũng tăng vọt tại các nhà hàng và khách sạn, do các khách sạn buộc phải tự gánh chi phí tăng cao của mình, với lạm phát trong ngành này tăng vọt lên 11,3% trong tháng 12 năm 2022, mức cao nhất trong hơn 31 năm. Nhìn chung, lạm phát ở Anh đã giảm tháng thứ 2 trong tháng 12 năm 2022, nhưng vẫn thuộc mức cao nhất trong 40 năm qua. Tỷ lệ hàng năm được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI đã giảm xuống 10,5%, tiếp tục giảm từ 10,7% trong tháng 11 và mức cao nhất gần đây là 11,1% trong tháng 10.
Lạm phát đã giảm nhẹ trong tháng 12 mặc dù vẫn ở mức rất cao, với giá chung tăng mạnh trong cả năm 2022, chi phí thực phẩm tiếp tục tăng đột biến với giá cả các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng cũng tăng theo. Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát ở mức hai con số. Cơ quan quản lý Anh nhận định, nước này đang bước vào cuộc suy thoái dài nhất được ghi nhận. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết, sau khi dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh được công bố, chính phủ nước này đã có kế hoạch cắt giảm lạm phát hơn nữa trong năm 2023. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 21 tháng 1 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục thể thao. Vào đêm qua đã diễn ra các trận đấu sớm tại giải vô địch quốc gia Đức và Tây Ban Nha. Bayern Munich bước vào trận đấu thứ 6 của năm mới 2023 với 11 cầu thủ từng dự World Cup 2022. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không đem lại niềm vui cho Hùng Xám. Thưa quý vị, một tòa án Italia đã cáo buộc Juventus có những vi phạm luật công bằng tài chính trong các vụ chuyển nhượng. Sau khi được tuyên trong sạch ở phiên sơ thẩm, thì bà đơn gia Thánh Turin đã phải nhận án phạt từ tòa phúc thẩm liên bang. Trong phán quyết mới được đưa ra ngày 20 tháng 1, Juventus bị trừ 15 điểm tại Serie A, nặng hơn so với đề nghị trừ 9 điểm từ các công tố viên. Bà đơn gia Thánh Turin bị cáo buộc thổi phồng phí chuyển nhượng trong các thương vụ với các câu lạc bộ Italia khác trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021 để trốn thuế, khai báo sai các khoản lỗ cũng như dùng các khoản lợi nhuận giả từ các vụ chuyển nhượng để sửa chữa bản đối chiếu và lách luật công bằng tài chính. Trước khi bị trừ điểm, Juventus đứng thứ 3 tại Serie A với 37 điểm, kém 10 điểm so với ngôi đầu bảng của Napoli. Sau khi nhận án phạt, đoàn quân của Max Allegri rơi xuống thứ 10, vị trí không được dự cúp châu Âu mùa tới. Bên cạnh việc bị trừ điểm, 11 thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo Juventus trước đây và hiện tại cũng phải nhận án phạt. Ở một diễn biến khác, Arsenal đã hoàn tất bản hợp đồng giao cúp Kiwior từ Spezia. Để có được chữ ký của trung vệ 22 tuổi này, Arsenal đã phải trả cho đại diện Serie A 20 triệu euro kèm phụ phí. Kiwior sẽ ký hợp đồng 5 năm với Arsenal, trở thành tân binh thứ hai của pháo thủ ở phiên chợ mùa đông 2023 sau tiền đạo Leandro Trossard từ Brighton. Chuyển sang những thông tin về làng bánh nỉ, với những kết quả thi đấu mới nhất trong ngày thi đấu thứ 5 của giải quyền vật Úc mở rộng, một số cặp đấu cân tài cân sức ở vòng đấu thứ 4 đã được xác định. Stefanos sẽ sớm chạm trán Jannik Sinner ngay ở vòng đấu thứ là Ironman của tennis là Marton Fucsovics với màn lội ngược dòng ngoạn mục sau 5 set đấu là 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 và 6-0. Trong khi đó, sau 2 năm liên tiếp vào trận chung kết, Daniil Medvedev đã phải nói lời chia tay Australian Open 2023 ngay ở vòng 3 vì trận thua Sebastian Korda 6-7, 3-6 và 6-7. Thất bại này cũng khiến tay vợt người Nga văng khỏi top 10 ATP khi giải đấu này kết thúc vào ngày 29 tháng 1. Một bất ngờ khác cũng đã xảy ra khi hạt giống số 11 Cameron Norrie thua ngược Jiří Lehecká sau 5 set với các tỷ số 7-6, 3-6, 6-3, 1-6 và 4-6. Còn bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thể thao trong nước. Chỉ còn ít ngày nữa mùa giải V-League 2023 sẽ khởi tranh, nhưng một tin không vui đã đến với câu lạc bộ Bình Định và cá nhân trung vệ Đình Trọng khi cầu thủ này gặp chấn thương nặng. Trong trận đấu giữa Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại giải giao hữu Thiên Long 2023 tổ chức vừa qua tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trung vệ Trần Đình Trọng của Bình Định đã có pha tiếp đất không tốt bằng chân phải và bị đau. Chấn thương này khiến anh phải rời sân do không thể tiếp tục thi đấu. Sau đó, khi được đưa đi chụp MRI, các bác sĩ đã xác định Đình Trọng bị đứt dây chằng gối phải, tổn thương sụn chêm và phải nghỉ ít nhất 6 tháng. Trần Đình Trọng từng được xem là trung vệ hay nhất của Việt Nam khi cùng đội U20 Việt Nam tham dự giải U20 World Cup 2017, cùng lứa U23 Việt Nam giành huy chương bạc giải U23 châu Á 2018 và cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 cho đến năm 2021, Trần Đình Trọng đã phải 3 lần trải qua các ca phẫu thuật chấn thương từ Hàn Quốc đến Singapore, rồi sau đó là thành phố Hồ Chí Minh. Việc chấn thương liên tục đã khiến phong độ của chàng cầu thủ sinh năm 1997 này tuột dốc và vừa qua anh đã không được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam
để tham dự AFF Cup 2022. Thưa quý vị, năm 2023 là một năm đầy bận rộn với thể thao Việt Nam. Điền kinh là môn trọng điểm của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 sắp tới. Vì vậy, để hướng đến những thành công mới, tất cả các thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam đều xác định sẽ tập trung tối đa cho các mục tiêu phía trước. Khác với mọi năm, năm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam gần như không có Tết, khi các tuyển thủ chỉ được nghỉ ngơi vài ngày để về bên gia đình. Thậm chí trong ít ngày nghỉ Tết, ban luyện vẫn nhắc nhở, động viên các vận động viên cần phải tập luyện tại nhà để duy trì phong độ. Bởi từ giờ đến SEA Games 2023, chỉ còn hơn 3 tháng nữa. Và đây là quãng thời gian quan trọng nhất đối với quá trình chuẩn bị chuyên môn của các vận động viên. Cái thời gian tập luyện sẽ liên tục và có những cái thời gian nghỉ Tết của năm nay chắc là cũng ngắn hơn mọi năm. Các vận động viên tự giác tập luyện cá nhân ngay cả trong những ngày Tết. Chúng tôi thậm chí là đang tính đến ngày khai xuân sớm nhất để có được cái thành tích như mong muốn. Trong quá trình nghỉ Tết thì mình luôn duy trì được một chế độ sinh hoạt đều nghiêm ngặt và cuộc vui hay là cái cuộc gặp nào cũng đến có một điểm dừng nào đấy thì mình sẽ duy trì thường xuyên vận động trong những ngày mình nghỉ Tết. Tại hai kỳ SEA Games gần nhất, điền kinh Việt Nam đều đứng đầu khu vực khi lần lượt giành được 17 và 22 tấm huy chương vàng. Tuy nhiên ở kỳ SEA Games 32 sắp tới, khó khăn sẽ đến với thầy trò huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi khi đội tuyển điền kinh Việt Nam mất đến 5 vận động viên trọng điểm vì bị phát hiện sử dụng chất cấm trong thi đấu tại kỳ SEA Games 31 vừa qua. Vì vậy các vận động viên hiện tại phải gồng mình để có thể khỏa lấp những khoảng trống, qua đó tiếp tục hướng đến vị trí số 1 tại kỳ SEA Games 32 vào tháng 5 tới ở Campuchia. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương mục thể thao trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay đã là ngày 30 Tết, chúng ta sắp sửa bước sang năm mới Quý Mão. Có lẽ các gia đình cũng đang tất bật chuẩn bị mâm cơm tất niên và quây quần bên gia đình người thân. Thời tiết Bắc Bộ đang khá tạnh giáo cho những hoạt động mua sắm hay chuẩn bị đón năm mới của quý vị. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 20 cho tới 23 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên lưu ý đêm giao thừa nhiệt độ tương đối thấp, chỉ dao động trong khoảng là từ 11 cho tới 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nếu có di chuyển ngoài trời để đón năm mới thì quý vị đừng quên mặc thêm áo ấm, khăn choàng hay mũ len để vừa có thể thưởng thức những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp, vừa đảm bảo sức khỏe cho các hoạt động khác. Cùng chung xu thế thời tiết với các khu vực, thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng, trời tương đối tạnh giáo, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 20 độ, tối và đêm nhiệt giảm trời rét, thấp nhất là 12 độ. Đến với khu vực Trung Bộ, sang đến hôm nay, mưa chỉ còn xuất hiện tại khu vực Trung Trung Bộ, tuy nhiên thì lượng không nhiều. Các khu vực còn lại thì phổ biến mưa vài nơi, ngày có nắng, cùng nền nhiệt độ tăng dần trở lại. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ngưỡng từ 23 cho tới 26 độ, có nơi cao hơn tại khu vực từ Thanh Hóa xuống tới Thừa Thiên Huế. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng, còn tại Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ, có nơi cao trên 30 độ. Thành phố biển Đà Nẵng trong hôm nay nhiệt độ ban trưa khoảng 25 độ, thời tiết vào ban ngày khá là tạnh giáo, ủng hộ cho các hoạt động giao thương đi lại và mua sắm của người dân. Tối và đêm nay nhiệt độ hạ về còn 22 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, thời tiết khá ổn định, trưa chiều có lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 32 độ, tối và đêm trời lại chuyển mát mẻ, thấp nhất còn 24 độ, thuận lợi cho các hoạt động ra đường, đón chào năm mới của người dân. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều vào tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.
Thank you.